Rồi, uh, hello, uh, xin chào quý vị các bạn nhà đầu tư đến với kênh của mình nhé. Thì uh, hôm nay là lịch làm bản tin video nhận định thị trường cho mọi người. Đấy. là một cái phiên uh, thị trường giảm điểm cực kỳ mạnh ha. Trong phiên thì thị trường gần như nó giảm điểm sâu nhất gần như từ trước đến nay, đấy, giảm uh, rất nhiều. Đấy. Còn đi uh, uh, gần như là đỉnh của thị trường trong phiên ngày nay đấy. đấy. Cho, cho trong trong lịch sử của thị trường trong phiên, uh, trong, trong thời điểm này. Đấy. À, đi vào à, tổng quan của thị trường thấy được VN Index đóng cửa ở mức 1310.92 à, giảm 68.31 là một phiên giảm điểm cực kỳ mạnh à, tương đương với 4.95 à, số mã tăng là 37 mã trong đó có 4 mã trần số mã giảm là 443 mã trong đó có 171 mã sàn khác nhiều mã sàn trong thời điểm này và 21 nhỏ những tham chiếu còn đi vào nhóm 30 đóng cửa 1366.39 điểm tương đương giảm 77.93 mức giảm là 5.4 à, không có mã tăng <laughs> 30 mã giảm mà trong đó có 16 mã sàn này giảm đồng loạt gá nhiều điểm trong phim này yeah. thanh khoản hôm nay thì nó chỉ đâu khoảng 21 gần 22 ngàn tỷ đó phiên mà không lớn nhưng mà gần như là cái uh, phiên giảm sàn cực kỳ mạnh no, cực kỳ mạnh thì đi vào top cổ phiếu ảnh hưởng của index thì tăng điểm thì không có rồi có mấy cầm mic bhlcg nhưng mà nhỏ nhỏ thôi không nhiều còn giảm ở chiều giảm điểm thì giảm điểm quá mạnh đúng không gas này hòa phát này rồi bi bi này vi này, này, này techcom này. tất cả các mạng giảm điểm rất rất mạnh trong thời điểm này đấy à, còn chuyển động của ngành mọi người nói nhìn thưa qua mọi người biết là gần như là ngành nào cũng giảm đấy giảm mạnh nhất trong đó có nhóm ngân hàng này bất động sản này đấy, ngân hàng gần như là giảm điểm mạnh trong thời gian trước nhóm ngân hàng thì trong những nhóm giữ nhịp cho thị trường đúng không? Mình là giữ nhịp thị trường nhưng mà tới thời điểm này thì nhóm ngân hàng nó không còn giữ nhịp nữa đấy gần như không giữ nhịp thì bắt đầu nó bắt đầu nó xuất hiện à, bán tháo cho toàn thị trường trong thời điểm này đấy còn chuyển động của tổ chức này. <laughs> thấy được cái việc hôm nay tổ chức là có một phim mua ròng nhẹ đâu khoảng 159 tỷ. Thật Sau đó thì mua ròng cả tuần nay rồi. Đây. bắt đầu phiên nay phiên nay vẫn tiếp tục mua ròng. Cái mua ròng thì có mua bên này E này, MBB này, DGC, Vinamil, là dùng những phim mua ròng. Bán ròng thì lại có D, D -S này hoặc phát này về công OCB. Chúng ta chưa thấy được câu chuyện là dòng nào dẫn dắt thị trường và dòng nào đỡ thị trường doanh nghiệp này. Đây. chúng ta không thấy được câu chuyện đâu. Còn gần như tất cả các mã đều giảm sàn là nhiều trong cái phiên ngày hôm nay mọi người thấy không nó là riêng nhóm <laughs> riêng nhóm phiên 30 thôi mọi người nhìn được cái nhóm 30 thôi thấy được cái chuyện là thị trường nó giảm sàn la liệt à, giảm sàn la liệt nhưng mà nó chưa đến điểm bằng cái thời gian trước mọi người ha Đấy, nó vẫn còn có nhiều mã nó chưa giảm ở bức sàn mọi người Đấy, nhiều mã nhiều mã vẫn chưa giảm mức sàn nhưng mà đối với lại một số mã nằm sàn nằm la liệt trong thời điểm này nó cũng đem lại cho thị trường nó giảm điện khá là sâu Đấy, mọi người sáng sau trong phiên này Đấy. À, đi vào cái chạc đồ thị thôi mọi người thấy là gần như là không còn hỗ trợ trong khung đồ thị ngắn hạn không còn hỗ trợ nào để đỡ thị trường trong dịp này nữa Đấy. phiên hôm thứ năm thứ sáu thì nó tạo những cái nến doji nó tạo cái nến lượng lợi cho anh chị đầu tư thì nói mọi người là cái những cái phiên này trong những cái phiên là nó thể hiện cho cái việc là xuất hiện sự lượng lợi là nó có dấu hiệu chứng lại nó trước mọi người nói mọi người là nó có dấu hiệu chỉnh lại chứ chưa phải là dấu hiệu đáy Đấy, chưa dấu hiệu chứng lại là chưa có hiệu đáy nên chúng ta không thể nói được câu chuyện là đây là đáy của thị trường đúng không chúng ta không có không 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 có không có cơ sở nào cho nó nói được câu chuyện đây là đáy thị trường cho nên đối với anh chị vào tư và đừng có nhận định cho câu chuyện là đây là đáy chúng ta đừng đi đón đáy đáy thị trường sau khi nó còn form được bắt đầu nó sẽ cho anh chị em được cái đáy Đấy. còn bắt đầu chúng ta thấy được cái sự hoảng loạn của nhà đầu tư khá là nhiều trong cái dịp này Đấy. nhà đầu tư gần như là đi tới đỉnh điểm mọi người nhìn cái câu chuyện là gần như nhà đầu tư đi đến điểm đường thời điểm này Đấy. ở không đồ thị dài hạn hơn mọi người ở không đồ thị dài hạn hơn thấy được câu chuyện là thấy được câu chuyện là thị trường đang nó gãy luôn vùng này nó thị người nó nó gãy luôn vùng này rồi thì cái lực đỡ thị trường nó sẽ ở ngày hai sáu mươi một hai chín mươi là trong những cái vùng đỡ thị trường nhưng mà em đánh đối với thị trường này nó sẽ có xuất hiện những cái phiên gọi là những cái phiên hồi cho anh chị tư nhưng mà nhưng mà nó giống như cái phiên trước mọi người nhìn không đi ly nó giống như cái phiên này này tới thời điểm này chúng ta vẫn chưa thấy được cái chỗ đầu là đấy đúng không rút chân này nó giống như nó nó giống như là gọi là cái phiên những nhà đầu tư nào mà ta thấy lợi quá người ta bắt đầu mà lao và bắt đáy trong điều này nhưng mà cái lực bắt đánh không nhiều rõ ràng câu chuyện là thị trường người đấy thanh khoản không lớn đúng không mọi người nhìn ra được câu chuyện là thanh khoản nó không có lớn đấy thì vậy vậy thì những cái phiên thanh khoản lớn này nó đi dòng tiền nó đã nằm đâu hết đó nó nằm ở những phiên thanh khoản lớn như thế này mọi người thấy không? đây là những phiên thanh khoản lớn này đấy đấy những người thanh khoản lớn này đấy đúng không? thứ nhất là cái phiên này đấy. <laughs> dòng tiền nằm đây này đấy đúng không? dòng tiền nằm đây này rồi dòng tiền nằm đây này đấy nó nói được câu chuyện những câu chuyện mà dòng tiền nó nằm ở những cái vùng này thì liệu liệu những dòng tiền nào mà đu vào trên vùng này thì nó đang nó đang ở đâu nó đang nằm đâu trường nó đang giải rác ở đâu và nó đã close hay chưa như anh chị em bảo là cái việc là Côn margin trên thị trường bây giờ nó đang có dấu hiệu rất nhiều, tại vì liệu cho nói được câu chuyện liệu đã côn hết hay chưa hay là nó chỉ côn một phần, Đấy. và và côn côn trên diện rộng <laughs> rất nhiều báo nó nói về cái việc là là margin đang có dấu hiệu là côn trên diện rộng đấy thì nó chúng ta phải nhìn là khi nào khi nào nó nổ những cái vô như thế này nè, nổ những cái vô như thế này này, đấy thì chúng ta mới nói được câu chuyện là nó côn trên diện rộng chứ còn ở đây nó côn nó côn thì nó chỉ côn một phần nữa nó thôi nó chưa côn hết đâu anh chị em nó chưa côn hết, tại vì cái lực bắt đáy không có không xuất hiện lực bắt đáy và cái lực bán tháo càng ngày càng lớn đấy. thì thị trường nó giảm điểm xuống một số mã cổ phiếu nó giảm điểm rất nhiều trong thời điểm này, nào rất nhiều bảo hiểm nằm V30 thì gần như là nằm sàn la liệt trong thời điểm này anh chị em tư nhìn kỹ và mọi người nhìn kỹ và có thể có phiên thời thị trường này thì liệu như nó nói thì anh chị em có dám chắc câu chuyện là đây là đáy ở thị trường chưa chúng ta chưa có còn form rõ ở thị trường này đâu là đáy đúng không chúng ta chưa còn form rõ thị trường đâu là đáy đây về lý do gì anh chị em nói đây là đáy ở thị trường đúng không à. nhiều người rất sợ vùng này mọi người tâm lý mọi người nói nó nói nói với nhau đó. chúng ta rõ ràng câu chuyện tâm lý là vùng này á, bán á, thì anh chị em bán là không dám bán đúng không gần như là chúng ta không dám bán trong thời điểm này còn <laughs> mua á, à, lý do tại sao không không dám bán tại vì anh chị em sợ sợ bán ngay đáy trong thời điểm này là rất cao rất cao cái khung này khung này mọi người nhé khung này mọi người bán ngay đáy khung này, này rất cao vậy lý do đúng không chúng ta không nói tới nó chúng ta nói tới câu chuyện này đấy còn tới thị trường nó nói mọi người mua thì ai dám mua đấy cũng không có giá không nhà đầu tư mình dám mua trong thời điểm này đấy. tại vì người ta sợ sợ thị trường à, người ta sợ thị trường Đấy, người ta sợ thị trường nó nó bức nó nó, nó giảm tiếp đấy những nhà đầu tư người mua người ta sợ nhận sợ, người sợ người giảm tiếp còn những nhà tư mà 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 bán thì người ta lại bán ngay đây đấy Nói tới đây là người ta gần, <laughs> gần gần, gần như là nó chịu không nổi nữa bắt đầu người ta những phiên ngày hôm nay người để ý cái phiên ngày hôm nay gần như người ta chịu không nổi bắt đầu người ta bán chạy ra và cái và cái độ của thị trường cái độ thị trường thì gần như là tới phiên hai chiều nó, nó 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 kiểu nó dạng như mọi người để ý. nó giống như là cái việc là nó nó còn nó nó cài đặt sẵn đúng không cứ tới đúng hai chiều là nó lôi là nó bán cứ đúng hai chiều là lôi bán chạy từ rất nhiều mã giảm sàn như này Đấy, rất nhiều mã như hôm nay có rất nhiều mã như về công banh này, giảm này. Công cũng giảm này về công giảm này tất cả mọi nhóm ngành đều giảm trong thời điểm này hết chứ không có nhóm ngành nào đỡ thị trường có nhìn rõ ra không có nhóm ngành nào đỡ cho thị trường tặng thời điểm này không có nhóm ngành đấy. có nhiều ngành nhá có nhiều nhóm ngành sáng nó còn xanh đấy, sáng nó còn xanh chiều nó nằm sàn đấy mà áp lực của thị trường nó khá lớn giảm điểm những phiên giảm điểm kỷ lục trong thời điểm này đấy thì giảm thốc như này mà vol không có thì liệu chúng ta đã xác định câu trả đây đáy thị trường chưa đấy. chúng chúng ta chúng ta nói tới câu chuyện là đáy thị trường này thì đâu là đáy con chị em nói tới đâu ngành tư chị bảo ngành tư ừ, đấy đây đấy đây đâu đây là còn form đáy đấy. đấy. sau đó gãy nó gãy xong nó về về dưới này ở ừ, ờ, đây còn phong đáy đó, hồi rồi còn phong đáy như cái em này làm để về liệu chúng nói câu chuyện là liệu đây là đáy hay chưa đúng không? anh chị em nói cho câu chuyện đó và cái việc anh chị em bây giờ là chúng ta đừng đến nó đáy thị trường thoát thì chúng ta đã thoát ngay từ sớm đúng không? một là chúng ta thoát ngay từ sớm hai là về vùng như này liệu anh chị em có có bán được không đó về tình nếu như mà thật sự nhé cái tài khoản anh chị em mà giữ về tới đây đó, thì ít nhất anh chị em nhỏ tư phải âm 30 phần trăm là ít đấy 30 40 phần trăm là ít đấy cho <laughs> khả năng thị trường nó cao rất cao là thì này mọi người âm 30 trăm là ít không có ý kiến chị em nào âm 50 trăm lắm mà khả năng cao là âm 34 phần trăm âm 50 50 phần trăm là kiểu giống như anh chị em bắt ở vùng này này bắt những cây này, này. hàng chưa về mà làm cây như này thì mai nhiều khi anh chị em cắt lỗ đấy mọi người đấy. đấy. thì trường khá cao cho thời điểm này mọi người sẽ dẫn tới câu chuyện là mọi người cắt lỗ cho thời điểm này cho nên đối với anh chị đầu tư mà chúng ta có những cái quan điểm chúng ta có những quan điểm có những cái nhịp thị trường này thì chúng ta nên nên chú ý cho nên, nên chú ý việc khúc này bán thì rất khó rất khó bán. Tại vì khả năng cao đó, nếu anh chị bán đây khả năng chị dính dính cái bán này đáy rất cao, bán cái cực kỳ cao trong thế này. Còn đến lúc mà thị trường mà mà anh chị không bán mà lỡ anh suy nghĩ, anh chị suy nghĩ lỡ như anh chị không bán mà là mai nó giảm thêm một cây nữa thì sao? Đúng không? Mai nó giảm thêm một cây nữa là về luôn một ngàn hai là khả năng cao, đó. khả năng cao thị trường nó nhúng một cây về nó ngàn hai nữa thì thì lại mệt. Đó, mệt rất mệt trong thời điểm này đấy nhưng mà đánh giá <laughs> nhớ thời điểm này nói câu chuyện là nó vẫn chưa còn form trong cái đáy nhà chị đầu tư thì lý do gì không để đừng có nói cái câu chuyện là là đây là đáy rồi rút chân là đáy rồi đó chúng ta chúng ta chỉ chỉ biết đặt cho nhau những cái những cái lý do để chúng ta À, chúng ta nếu kéo thị trường chúng ta không bán trong thời điểm này thôi đấy, các mọi người mọi người nên nhớ thời điểm đó đấy là những cái vùng thị trường trong nhịp này chúng ta rất rủi ro nhé. mọi người rất rủi ro đấy, thời điểm này liệu anh chị bán không? Tâm lý anh chị em bắt đầu đi vào những cái khoảng đi vào những cái khoản gọi là à, tâm lý hỗn loạn đấy, mọi người nhìn được cái tâm lý hỗn loạn trong thời điểm này là những trong những cái cái tâm lý nhà nhiệm tư Còn có thể giữ được giữ vững được cái vùng này, đấy. chúng ta nhìn được câu chuyện câu chuyện không mọi người nhìn được câu chuyện đây là trong những vùng do những chị báo tâm lý hỗn loạn đấy thì về đây chị em là chán ảnh mà đấy còn nhìn khả năng thị trường nó sẽ có nhịp hồi đấy chúng ta chờ nhịp hồi đấy. còn, còn đối với anh chị đầu tư nào mà margin thời điểm này là khả năng cô rất cao đúng không cho nhìn được câu chuyện nếu như mà anh chị em cầm những cái thời điểm trước khi mà về đúng tính đến về mất 1475 thì đó chúng ta là phải hạ margin rồi chúng ta hạ margin hết rồi Đấy. và mất luôn bộ muộn nhất là mất một 440 là chúng ta phải để hạ margin rồi, rồi ta cầm cái mặt và chúng ta phải, ít nhất chúng ta đưa cái phần tiền mặt về 20% mươi phần trăm là những trong cái chiến lược này <laughs> rồi có rất nhiều mã mọi người nhé rất nhiều mã ở cái mức là cơ bản tốt cơ bản tốt mà nó vẫn cũng sẽ đạt chung với thị trường Đấy. đạt rất tốt đạp rất nhiều thị trường vậy lý do vì nó nói tới <laughs> từ bây giờ từ bây giờ tới những câu chuyện là từ đầu cơ tới đầu tư đều là những cái điểm mà đạt thị trường rất sâu đấy đang được nói cái câu chuyện là tôi đầu tư cơ mã cổ phiếu cơ bản tốt này cả cơ bản tốt thì nó cũng đạp chung hết nó đạp chung hết nó không cần biết là mã nào tốt mã nào xấu mã nào không có mã nào ấy nó đạp hết cho anh chị em nhìn được câu chuyện đó đấy thế vậy vậy là chúng ta nói <laughs> nói tới câu chuyện vậy chúng ta phải nhìn chúng ta phải nhìn được cái câu chuyện thị trường trong thời điểm này là liệu đâu là đáy của thị trường đúng không ta nhìn đâu chuyện đâu đấy đây chưa còn phong đánh thì lý do gì chúng ta đi đoán đáy làm gì đó đó là những, cái tiếp được chưa còn rất nhiều mã bây giờ nhá nó đang về những vùng hỗ trợ nhá, cực kỳ tốt này và những vùng chiết khấu cực kỳ tốt và những cổ phiếu mà nó thuộc dạng cơ bản tốt mà nó đã chiết khấu một điểm về rất tốt nè nhưng mà nhưng mà không khuyến nghị mọi người trong thời điểm này lý do chúng ta chưa còn form cho câu chuyện tạo đáy rồi đúng không thị trường nó không có đáy thì lý do thì thì, thì không thể nào khuyến nghị cho mọi người được nha có những người vào thời điểm này xong lại cắm thêm một cây nữa thì nhiều khi là hàng về anh chị em là cắt lỗ đấy, đấy cho nên là một, <laughs> ít nhất nhé ít nhất nó phải còn vong cho, cho anh chị em một cái đáy thì lúc đó sẽ nói tới nói tới câu chuyện cho anh chị đầu tư là bây giờ thị trường bây giờ đấy, khi nào có đáy đi chúng ta không nói tới câu chuyện là ừ đây là đáy rồi đấy đây là đáy rồi thì lúc đó chúng ta mới nói tới việc ừ thị trường nó đáy thì thì lúc đó thị trường chúng ta sẽ nói tới câu chuyện khác Đấy. còn còn đối với việc bây giờ nhá nó chưa còn phong đáy cho anh chị đầu tư thì lý do gì chúng ta phải ấy Đấy. và khi nào nhá khi nào nó còn phong đáy cho anh chị đầu tư thì lúc đó sẽ sẽ giới thiệu cho anh chị em những cổ phiếu mà nó đã có những vùng chiết khấu cực kỳ tốt tại vì nó những là những cái doanh nghiệp này nó làm ăn tốt này thứ hai á, là những doanh nghiệp á, mà nó đem lại cho anh chị em những cái uh, những cái lợi nhuận những cái cổ tức thay vì anh chị em mua bán anh chị em giao dịch hàng ngày thì có thể là anh chị em giữ để ăn cổ tức cho thời điểm này vẫn được chúng ta nói tới câu chuyện đó Đấy. sẽ là anh chị em sẽ sẽ đem lại rất nhiều cho anh chị đầu tư Đấy. đó sẽ đâu <laughs> chứ đâu phải là nói hơn anh chị em bây giờ thời điểm bây giờ có những mã cổ phiếu nó nằm sàn đó nó nằm sàn thì tới điểm nào chúng ta mới nói tới câu chuyện là chiết khấu tốt hay không chiết khấu tốt trong thời điểm này đó mọi người nói cái câu chuyện đó Đấy. nhiều khi những mã cổ phiếu nó không có đem lại còn những cái điểm chiết khấu tốt thì lý do gì chúng ta phải vào thời điểm này Đấy. còn thị trường nó rớt thì chúng ta cứ để thị trường nó rớt Đấy. nó rớt tới khi nào nó khi nào nó tạo đáy thì chúng ta sẽ tham sẽ quan sát và tham gia lại cổ phiếu này còn đối với lại thị trường này chúng ta chưa tạo đáy mà nó chưa tạo đáy thì lý do chúng ta phải đoán đáy đúng không đó là những, những cái tip cho anh chị đầu tư Đấy. mọi người nên nhớ thời điểm này Đấy không phải nhé, không phải thời điểm nào anh chị em cũng nên bắt đáy Đấy, bắt đáy thời điểm này nó rất là rủi ro nói mọi người thôi khi mà nó còn phong trong một cái quá trình đau chen nó khi mà nó còn phong cho đau chen cho thời điểm này thì khả năng thị trường nó sẽ rất rất sâu đấy khả năng rất sâu và chúng ta đi, đi bắt giao thời điểm này nó rất rủi ro đấy, tỷ lệ bắt rủi ro rất, rất rất đứt tay là rất cao chứ không phải là anh chị em cứ nói tới câu chuyện là là, <laughs> ừ khúc này là bắt được rồi đấy, nó được nói câu chuyện này. đây rồi đấy nè. giống như hai cây này thì nó mới đang còn form cho anh chị em một nhà đầu tư một gọi là một cái điểm dừng đấy nó nó dừng lại thôi nó dừng lại để nó giảm tiếp chứ không phải nó dừng lại để nó hồi cho nên mọi người nên nhớ à, cái việc thị trường bây giờ chúng ta quan sát thị trường đấy, quan sát thị trường và ít nhất anh chị em quan tâm nhất là cái quản trị rủi ro tài khoản anh chị với tôi đấy nó nói mọi người là hạ tỷ trọng đúng không đấy thay vì anh chị em thoát khỏi thị trường mọi, nếu anh chị em thoát từ sớm thì 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 khả năng anh chị em né được cái vùng này đấy còn anh chị em lao vào bắt đáy là không khuyến nghị không khuyến nghị nó từ đầu tháng tư tới giờ Đấy, trễ nhất đó, trễ nhất là khoảng gần 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 giữa tháng tư là nó mọi người lúc mà thị trường nó còn form này, đó mọi người là cô con có gỡ một cái hình này, này mọi người nếu như thị trường nó mất 1430 đấy thì khả năng rất cao thị trường chúng ta sẽ còn form cho mọi anh chị em một cái xu hướng và rẻ rất rất lâu sau nhá mọi người nên nhớ nhé, rất rất lâu sau thì nó mới trở lại cho anh chị em nhờ tư, đấy, mới trở lại nhờ tư để chúng ta có thể một có nhịp lướt sóng tiếp theo đấy. Còn bây giờ anh chị em đó, tính tới câu chuyện đó, nếu như mà bắt đáy thời điểm này nó cực kỳ rủi ro mọi người ha, đấy, nó bắt đánh thời điểm này cực kỳ rủi ro, đấy mọi người nói nên nên nhớ tới thời điểm này và những cái điểm á, cổ phiếu trong thời điểm này mọi người nên nhớ đấy. <laughs> chấp nhận được câu chuyện là nếu như mà anh chị cắt lỗ chúng ta phải chấp nhận nhé, đấy. cái stop loss là điểm là điểm anh chị em nên nhớ tới thời điểm này, chứ còn không nên nhé, Nó không nên gồng, đấy. vì gồng nó rất là rủi ro. Đấy, chúng ta đâu biết được đây là thị trường đâu là đáy đâu là cái của thị trường đúng không đấy còn gồng tới điểm này thì liệu nhá ta gồng tới bao giờ đấy ta gồng tới bao giờ cho anh chị em tư đấy ta gồng tới khi, nhiều khi t 1 t 2 t ba nhưng mà, bây giờ thì giống như vậy anh chị em mua cái t 1 t ba về anh chị em cắt lỗ hai phần trăm là rất cao đấy đấy <laughs> lợi nhuận không biết lợi nhuận bao nhiêu nhưng mà một khi cắt lỗ là cắt nhiều khi mấy cây sàn đấy là mọi người nên nhớ điểm này bắt đáy thời điểm này là không nên thà nhá chúng ta bỏ ra bốn năm phần trăm gì đấy để chúng ta bỏ 1 năm khi thị trường nó có những phục hồi Đấy, nó bỏ ra bốn năm phần trăm để chúng ta đánh đổi lại cái sự an toàn tài khoản nhà chị em tư thì nó sẽ lợi hơn so với việc là anh chị em cứ chấp nhận rủi ro chúng ta cứ lao vào bắt đấy bắt nhá bắt giao rơi nhá 10 lần hết thì hết gần như là 8 lần anh chị bắt trúng lưỡi rồi chỉ có hai lần anh chị bắt trúng cán thôi mọi người nên nhớ thời điểm nào <laughs> ta đâu biết được cổ phiếu nào nó rơi bây giờ cổ phiếu nào nó cũng rơi giống như phiên hôm nay đi nó rơi kiểu này thì khả năng khả năng cao nhé mà nó nó nhiều anh chị em nói tới câu chuyện khả năng cao ngày mai sẽ có những phiên phục hồi đấy thì nếu anh chị em đoán những phiên hồi hay những phiên chỉnh tiếp đấy thì nó khác gì anh chị em đánh tài xỉu đâu đúng không chúng ta nên nhớ thời điểm đó đấy. còn chúng ta đừng đi đoán thị trường khi nào thị trường nó còn phong chờ chỉ một cái đáy thì khả năng xu hướng nó sẽ thay đổi và nó sẽ đi lên đấy. Thì lúc đó anh chị em mới tính tới câu chuyện là thị trường chúng ta bây giờ uh, ờ <laughs> còn phong cho anh chị em đáy rồi thì lúc đó chúng ta sẽ tính tới câu chuyện khác còn nếu như mà nó chưa còn không đáy thì lý do gì chúng ta phải đoán đáy làm gì trong thời điểm này? À, rất nhiều mã, rất nhiều mã trong nhóm VM10, nhóm lướt qua nhóm VM10 nha nhà tư. Đấy, tại vì dòng tiền đã thoát ra khỏi nhóm VM10 rồi. Đấy, đánh gãy cái nền rồi. Nói người đánh gãy luôn cái nền này rồi. Đấy, thì khả năng cao, khả năng cao thị trường thị trường nó sẽ có những hiệu chỉnh khác sau tại vì dòng tiền đã thoát ra. Đấy, mọi người là kiến thức này, dòng tiền nó bắt đầu có dấu hiệu thoát ra rồi. Đấy, dấu hiệu đã thoát ra khỏi nhóm VM10 rồi. Đấy, thì khả năng nó sẽ áp lực thị trường nó sẽ rất nhiều đấy nó lôi nhóm vào mưa nó đạp thôi là thị trường chúng ta hoảng loạn ra chạy theo đối với thời điểm này đấy, những nhịp là những nhịp giảm rất sâu và vùng chiết khấu rất tốt cho thời điểm này vậy thì chúng ta phải xem đấy vùng nào sẽ là vùng chiết khấu vùng, khấu khấu tốt đúng không vậy nhá tốt rồi vậy thì khi nào là tốt nhất và khi nào nhá, khi nào chúng ta có thể không không thể ăn được vùng tốt nhất giống như ngay đáy này là có thể không thể ăn được anh chị chấp nhận câu chuyện đó chúng ta không ăn được thì thôi chúng ta bỏ qua và nếu như mà thị trường nó một hai cây xanh nó hồi lên đây thì lúc đó chúng ta vào còn chưa phải chạy tại vì một khi sóng hồi đấy. một khi nó rất thốc nha mọi người để nha một khi nó rất thốc như này thì khả năng nó hồi nó sẽ hồi rất nhanh này <laughs> thị trường chúng ta đã như trước rồi đã, đã rất nhiều lắm như đây này đấy mọi người nhìn này đấy. thời điểm này này đấy mọi người nhìn thời điểm này này đấy thì nó khác gì nó khác gì thời điểm trước đúng không đấy nó rớt đó, thì nó rất rất nhanh và nó hồi động sẽ hồi rất nhanh cho nhiều từ này nó hồi nó rất rất nhanh và hồi hồi rất nhanh đã giống như thế này nó rất ba tuần liên tục nhóm với mười rất ba tuần xong nó hồi nó rất rất bao nhiêu sẽ nó hồi bao nhiêu đúng không đấy thì lúc đó chúng ta phải nói tới câu chuyện là là thị trường chúng ta đang còn phong cái trong một cái sóng này nó còn nhiều sóng nó còn anh, xong rồi nó còn bây giờ nó đang rớt như vậy đó, thì liệu anh chị em có liệu liệu anh chị em tham gia chúng ta chúng ta ham hố gì vấn đề đâu chuyện chúng ta bắt đáy trong điểm này đúng không anh chị em ham hố gì thì cái này bắt đáy đấy thế bắt đáy bắt đáy bắt thì nào à, bắt bao nhiêu cho đủ Ok giống nó rớt một loạt đây xong chị hồi nay chị em bảo ở ừ, đây là đáy rồi à, anh chị em bắt thì <laughs> thì giả dụ chúng bắt được cái sợ cây sớm rồi đi. thì tới một tây hai cây này tay mai tay mai, mai cây hàng về liệu anh chị em còn lời không hay là lại tiếp tục câu chuyện cắt lỗ mai nó hồi thì anh chị em bớt lỗ nhé còn mai mà nó cắm thêm một cây nữa nhé nó cắm thêm một cây nữa xuống như này nữa thì rồi thì coi như coi như coi như là là xong cái tài khoản luôn đó, đó. 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 và cũng nói cho mọi người là nếu như cái tiếp mà anh chị em muốn bắt đáy bắt giao găm á thì chúng ta chỉ bắt hai mươi phần trăm số lượng anh chị em bắt để khi nào hàng về nó có sự ổn định nhé thì lúc đó chúng ta mới tính tới câu chuyện là chúng ta gia tăng thêm đấy là những cái tip chia sẻ mọi người trong điểm này còn đối với lại thị trường này chúng ta chưa có dấu hiệu xác nhận gì cho cái việc là thị trường nó đang trong những sóng hồ đấy nó đó mọi người là như vậy đấy. và chúng ta nói tới câu chuyện nói tới câu chuyện là chúng ta đừng đi đoán đừng đi đoán thị trường đấy. và khi nào thị trường nó còn form rõ cho anh chị em tư thì lúc đó chúng ta hẳn này và đã cảnh báo anh chị em rất nhiều nó nói người đã cảnh báo anh chị em rất nhiều đấy. rõ ràng nha cho dù bắt đáy cho dù có bắt đáy luôn thì luôn cảnh báo mọi người là cắt lỗ tại đâu và đều đều báo cho mọi người hết toàn bộ thời điểm đó Đấy. thì chúng ta nếu anh chị em cắt lỗ chúng ta đừng có đừng có nói tới cái một số môi giới thời không biết nhá không biết nói với mọi người trong thời điểm này như thế nào đấy thì trước đây nhá <laughs> trước đây có rất nhiều môi giới đấy. khi nào khi mà người ta khuyến nghị đấy. người ta khuyến nghị người ta không có đưa điểm cắt lỗ cho mọi người Đúng không? nó không đưa điểm cắt lỗ và khi mà nó chạm cắt lỗ <laughs> đấy thì lúc đó nó không có báo cho mọi người cắt đấy là chấp nhận câu chuyện là nó không báo trong một vài phiên hồi thì nó thôi đó nhưng mà thời điểm này nếu như không báo cho mọi người cắt thì lỡ một người, người lõm xuống đây rồi người ta âm ba bốn phần trăm rồi thì sao nó lúc đó sẽ chị xử lý nhau cho điểm này đây cho nên là đây là chia sẻ cho mọi người những cái điểm tiếp chúng ta phải luôn đặt cắt lỗ cho điểm này tuân thủ kỷ luật là cho những điểm sẽ cứu anh chị em trong những trận những trong những, những, cái trận lớn như này có thể những trận nhỏ anh chị em thua nhưng mà chúng ta thắng ở những trận lớn này là trong những cái thắng vinh quang nhất trong thời điểm này anh chị em đầu tư Đấy. nếu anh chị em tuân thủ kỷ luật đúng không ít nhất vinex luôn một mất 1440 mất 430 là anh chị em thoát hết đứng ngoài thì liệu nhé thì liệu thì liệu anh chị em có bị dính cái phở, cái, cái cái thời điểm mà thị trường nó về một ba hay không đó đó là những những cái tiết cho thị trường này rồi đó chỉ chia sẻ cho anh chị em được này và đối với việc anh nói với anh chị em đó, là cái việc là là tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư đang về vùng đang về những cái vùng rất sâu rồi đã đang về vùng rất sâu rồi đúng không? Đó, và chúng ta chờ thời điểm nào khi thời điểm đảo chiều thì chúng ta bắt đầu anh chị em có thể quay lại đó, quay lại còn form quay lại trường còn nếu như chưa nó còn form nó chưa còn form và nó chưa tạo đáy cho nhà đầu tư thì chúng ta đừng thì chúng ta vẫn thấy quan sát tiếp Đấy. có thể anh chị em ngưng thời giao dịch trong thời gian này đi chơi cũng được Đấy, làm gì cũng được Đấy. chúng ta ngưng thời gian ấy có thể chúng ta cải thiện lại cái cái pha giao dịch của chúng ta chúng ta có thể đi học đọc sách hay đi học những khoa khoa đi học những khóa học mà chúng ta chưa học được trong thời gian trước Đấy. thì gian này anh chị em có thể tận dụng dịp này để chúng ta học hỏi này nọ đúng không Đấy, chia sẻ anh chị em những cái tiếp nhận để anh chị em có thể quan sát được trong thời điểm này rồi à, đối với thời điểm này thì có thể uh, cảm ơn mọi người à, chia sẻ với mọi người à, những cái thời điểm này và và nếu anh chị em nào mà à, chưa có phương pháp thì tốt nhất mọi người nên nên nên, nên học những cái phương pháp và có thể để mọi người muốn muốn học thì có thể chia sẻ thì em có thể chia sẻ cho mọi người nó chia sẻ cho nhau để để gọi cho nhau những cái thời điểm này mọi người rồi cảm ơn mọi người và hẹn mọi người vào những cái video tiếp theo